Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình muốn khoe với tất cả các bạn một chút về giống hoa hồng Nhật Misaki. Mình cảm thấy như nó sắp gãy cành rồi. Đây là một cái cây Chiro Misaki mình đã quay mấy lần rồi và mình thấy ngày hôm nay nó nở rất là đẹp và không thể nào mà cưỡng lại được, thì mình muốn khoe với tất cả các bạn một chút. Đây là một cái cây Chiro Misaki. Còn ở phía bên này mình cũng đang có một cái cây Chiro khác này, cũng là Misaki. Đây, hoa của nó cũng đang bắt đầu nở các bạn ạ. Ngày hôm nay thì thời tiết nó rất là oi và nóng, thì thường ấy là cái giống Misaki này về mùa hè ấy, thì nó có màu trắng nhiều hơn và màu hồng ở trong trong phía trong sát cái nhụy này thì nó cũng sẽ kém hơn. Nhưng mà cái giống Misaki này thì nếu như các bạn đã trồng rồi thì các bạn sẽ cảm nhận được cái độ sai hoa của giống Misaki này. Đây là một cái cây Chiro ghép của mình. Cây này mình nghĩ vào nó rơi vào tầm khoảng 40 cái nụ, rất là nhiều. Nếu như các bạn nhìn được kỹ hơn ấy, thì các bạn sẽ thấy là nó rất là sai nụ. Hoa của nó bây giờ đã bắt đầu nở này. Đấy, thì cái giống Misaki này là một trong những cái giống hoa hồng của Nhật mà nó có cái màu phớt, hồng phấn ấy, giống như kiểu hồng phấn ấy, nhưng mà nó khác hẳn đào cổ. Bởi vì đây là cái giống hồng ngoại, thì thường những cái giống hồng ngoại nó sẽ có form cánh cụp rất là tròn, nó không như những cái giống hồng cổ của Việt Nam, form cánh nó xếp cánh rất là dày. Và giống hoa hồng Misaki này thì về Việt Nam cũng khá là lâu rồi, nó thích hợp với khí hậu của Việt Nam rất là tốt. Tuy nhiên thì như những cái video mình cũng đã đưa tin đó là nó cũng hay khá hay bị bọ trĩ và cũng hay bị nấm lá. Thì cái giống Misaki này thường đây là một cái giống hoa hồng bụi, và nếu như các bạn thích ghép cao lên để làm Chiro thì cũng được, hoặc là một số các bạn mình thấy ghép làm cây leo thì cũng được. Nhưng đối với giống hoa hồng Misaki này thì rất là đáng chơi. Nó thường ấy là nó sẽ lập hoa từ khoảng 35 cho đến 37 ngày, và thậm chí mùa đông thì hoa nó rất là to. Bình thường thì đường kính của hoa này sẽ khoảng 6 cho đến 8 cm. Nếu như mà mùa đông thì các bạn sẽ thấy nó lớn hơn một chút. Và cái giống này thì mình cảm thấy như là nó phát triển rất là nhanh và nó tạo bụi rất là nhanh. Nếu như các bạn trồng một thời gian thì bụi nó cũng rất là nhanh to. Quay lại với cây Chiro Misaki của mình ở đây. Cây Chiro Misaki này thì mình đã tạo từ một cái cây dạng hoa hồng bụi. Thì đối với cái cây Chiro Misaki này thì nó chưa được hoàn hảo, chưa được hoàn chỉnh, bởi vì ở đây nếu tính so với cái tán thì nó chưa được to. Sau khi mà lứa hoa này tàn đi thì mình sẽ bấm vào khoảng hai nách lá thì cái tán nó sẽ thu nhỏ lại. Nhưng mà đối với cái cây Chiro Misaki, đây là một cái lứa hoa đầu tiên sau một cái thời gian mình đã tạo tán, thì nó hiện nay nó đã có một này, đây nó vẫn còn chưa chưa nở hết các bạn nhé, vẫn còn nụ ở đây này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngoài ra thì nó vẫn còn một ít nụ chưa nở. Nhưng mà một cái cây Chiro Misaki mà các bạn có thể thấy là bây giờ mình thấy khá nhiều bạn có Chiro rồi. Và Chiro giống Misaki này thì nó hay ở cái điểm là nó rất là sai hoa. Và khi mà ra hoa ấy, nếu như mà các bạn biết cắt tỉa thì nó lại ra rất nhiều và nở cùng một lúc. Nó đẹp hơn nhiều so với những cái cây mà dạng mà ví dụ như là Văn Khôi thì nó ra hoa nó cũng khó để tạo được một cái cây Chiro mà nó sai như thế này. Đấy, còn đây là một cái cây Chiro Misaki mình đã tạo từ một cái cây cây rất là nhỏ. Bây giờ thân của nó còn chưa bằng một cái ngón út của mình cơ. Nó rất là bé mà nó đã treo bên nhiêu đây bông hoa rồi. Thì đối với cái cây Chiro Misaki thì thường nếu như mà tạo những cái cây một thân này nó rất là khó. Một là các bạn có thể ghép, hai là các bạn phải nuôi rất là lâu và tạo rất nhiều thời gian thì mới có được cái thân nó dài khoảng như thế này. Cây của mình ở đây là 1 2 3 khoảng 4 4 4 găng tay, tức là khoảng 8 cm. Đấy, cây Chiro của mình khoảng 8 cm. Thì cái cây Chiro mà tạo như thế này rất là lâu, mà nếu như mà đợi cái thân này to lên bằng ngón tay cái thì có lẽ nếu như các bạn chăm tốt thì cũng phải mất đến hơn 1 năm trời cơ thì nó mới phát triển nhanh. Và ở thời điểm mà mùa hè ấy,
thì cái cây, tất cả những cái cây mà chi râu ấy, thì nó sẽ chậm lớn, nó rất là chậm lớn, và nó sẽ chủ yếu là nó đa số ấy là nó sẽ rất là chậm lớn ở cái mùa này, bởi vì là nắng nóng này kết hợp với cái thời tiết nó sẽ không thuận lợi cho những cây hoa hồng. Ở nước ngoài ấy thì nhiều cây mà về mùa đông ấy, thì nó sẽ rơi vào tình trạng ngủ đông, còn ở Việt Nam ấy thì mùa đông nó lại thích hợp với cây hoa hồng, còn về mùa hè thì nó lại cảm giác như những cây hoa hồng của các bạn nó rất là ốm yếu. À, nên là nếu như các bạn mà tạo ra những cái cây chi râu mà thân nó to nhanh thì các bạn phải đợi thời điểm từ tháng 8 cho đến tháng 2 thì các bạn sẽ có những cái cây mà nó phát triển thân rất là nhanh. Đấy, xin mời tất cả các bạn ngắm lại cái cây chi râu của mình ở đây. Rất là đẹp và rất là tuyệt vời. Nếu như một cây chi râu có tán, ví dụ cây của mình đi, sau một thời gian nữa cây của mình nó sẽ to khoảng 1 mét, 1 mét đường kính cái tán như thế này. Và nó có khoảng gấp đôi như thế này đi, nhất gấp đôi, mỗi một ngọn nó sẽ ra khoảng 3 đến 4 bông. Thì các bạn cứ tưởng tượng xem cái giống Misaki nó khác hẳn những cái giống khác, ví dụ như đào cổ form nó kể cả mùa đông thì form nó cũng sẽ không đẹp được như Misaki. Hoặc là cổ văn khôi thì cổ văn khôi cũng rất khó để tạo ra những cái chùm hoa như thế này. Hoặc là cổ Sapa thì thường cành nó sẽ vươn rất là dài và các bạn phải có một cây to thì các bạn mới cho nhiều hoa. Còn đối với cây Misaki tán nó chưa to mà nó đã cho ra rất nhiều hoa như thế này. Nhìn rất là thích và các bạn ngắm nhìn cái cây vài ngày nữa thôi mình sẽ quay cho các bạn xem cái cây Misaki mà nó đang có khoảng 40 cành, 40 cái nụ hoa. Thì mài vài ngày nữa thôi thì các bạn sẽ cảm nhận. Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem một cái cây khác, đó là cây mình đã trồng được một thời gian ở phía bên này. Đây rồi bạn, đây rồi các bạn ơi. Vẫn là cây Juliet. Vào đây thì nó có khoảng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, khoảng hơn chục cái nụ. Và cây Juliet này thì cũng đã xuất hiện nhiều trong những video trước. Mình đã trồng cây Juliet này từ tháng tháng 12 âm lịch thì phải. Thì tức là đến bây giờ thì đã rơi vào tầm khoảng hơn 4 tháng. Thì ví dụ như các bạn, nếu như các bạn trồng những cành chiết nhỏ mà mình đang trồng ở phía bên này. Mình đang trồng những cái cây nhỏ ở phía bên này mà phải mất tới khoảng 4 tháng hoặc hơn 4 tháng để có một cái cây tán rộng như thế này và nhiều nụ như thế này thì nó rất là xứng đáng. Và đối với một số các bạn ở xa mà các bạn không thể mua hoặc là các bạn không có điều kiện mua những cái cây to ấy thì cái sự lựa chọn về những cái cành chiết nó khá là hợp lý. Sau 4 tháng thì mình đã có một cây tán sum suê như thế này. Đây là một cây Juliet đã xuất hiện nhiều trong những video trước. Và cái cây như này thì mình nghĩ là nó đã có một cái sức phát triển rất là tốt rồi, nó cũng không hay bị bệnh nhiều nữa. Đấy thì ví dụ một số các bạn mà muốn muốn trồng những cành chiết mà ví dụ các bạn muốn trồng ví dụ Tết chẳng hạn thì các bạn sẽ phải mất tầm khoảng 4 tháng để có được một cái cây tán to đều và đẹp như thế này. Thì các bạn sẽ phải mất một thời gian khoảng khoảng như vậy để có được một cây. Đấy, thế nên là khi mà các bạn yêu thích cái giống nào ấy mà các bạn cố gắng trồng thì các bạn nên trồng một cái thời gian hợp lý, thì một cái thời gian sau các bạn sẽ có những cây hoa hồng. Còn một số các bạn ấy mua mà sát cái thời điểm mà các bạn muốn có, ví dụ tầm cuối năm ấy mà các bạn muốn có những cái cây mà nở có cái tán đẹp đẹp vào đúng Tết ấy thì cũng khó đấy, bởi vì các bạn phải mất một cái thời gian để chăm sóc để tán nó to ra để nó có nhiều mầm hơn thì các bạn mới cho được những cái cây mà nó nhiều hoa hơn. Mình sẽ quay sang đây một chút về một số cái cây khác ở trong vườn mình nó cũng đang nở hoa nhá. Ví dụ đây là cổ Sapa này. Đây là một cây cổ Sapa này. Còn đây là một cây Omagi. Một cây Omagi. Ở phía bên này. Đây là cây bonsai hoa hồng, một cái gốc hồng rất là to. Đấy, còn đây là cây Otolai. Otolai rất là sai hoa này. Đây là một cây Otolai.
Còn bên này là cây The Ply này, nó rất là sai hoa này. Đấy, The Ply. Còn đây là cây Chiro Zen Green. Nó đang bật rất là nhiều mầm. Cây này cao bao nhiêu nhỉ? Khoảng 1m2 thoát thân này. Tán khoảng 1m này, nó rất là tán rất là to đấy. Vài bữa nữa nó ra nở hoa thì có lẽ là cái cây này sẽ độc nhất vô nhị thôi, cũng không có các bạn nào mà có cái cây chiro hồng xanh nó to tán như của mình đâu. Cây này của mình trồng được khoảng 2 năm rồi. Tán nó rất là to. Hoa hồng xanh. Hoa hồng xanh các bạn nhé. Double delay. Đây là một cây autoline. Còn đây là một cây lam phong, mình cũng đã quay cho các bạn cái thời điểm sang chậu rồi. Còn đây là một cây Chiro Via Song, nó cũng đang bật rất là nhiều những cái nụ ở đây rồi. Via Song. Cây này nó thoát thân chỉ 2-4 khoảng 80cm thôi, nhưng mà nó là một cây cây ghép, nhưng mà tán thì nó lại rất là đẹp và lá thì nó cũng rất là màu mỡ. Mà cái chậu thì cũng nhỏ như thế này các bạn nhé. Đấy, Leona de Vinci. Còn đây là La Phong. Đây là cây La Phong. Nó cũng đang nở hoa này. La Phong. Jubilee này. Juliet. Bát yếu. Rất là sai hoa này. Còn đây là cây clau monet. Đấy. Bát yếu này. Mancos. Rất là nhiều hoa. Mancos. Ở phía bên này thì mấy cây này mình cũng mới sang chậu này. Còn đây là một cây bạch xếp. Một cây chiro bạch xếp. Bạch xếp hồng cổ của Nam Định. Đây là cây Sister Elizabeth. Còn đây là một cây Ekap. Mình đã quay nhiều lần rồi. Cây chiro nguyên bản này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nó khoảng mười mấy cái nụ gì đó. Một cây chiro nguyên bản này. Đây là cây William Shakespeare. Đây là cây La Phong này. La Phong. Hôm trước có một chị mua một cái cây chiro La Phong của mình. Nó cao thoát thân khoảng 50cm. Mình bán giá chỉ có 150k. Đây là những cái cây La Phong mình mới sang chậu được khoảng 2 tuần, 3 tuần. Và nó đang bật mầm rất là đẹp. Rồi xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại tất cả các bạn ở những video lần sau.